các quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Em xin trao đổi nhanh nội dung. Thứ nhất là đối với viêm phổi, bệnh phổi mô kẽ tiến triển nhanh, thì thứ nhất là như thế nào được coi là bệnh phổi mô kẽ tiến triển nhanh? Thì khi mà em tìm tài liệu tham khảo ấy, thì trên Lancet Respiratory Medicine ấy, là có khuyến cáo đồng thuận mới nhất cách đây 2 tháng và mới được xuất bản. Thì một số thuật ngữ thì trong đó thì chúng ta thấy rằng là có cái PFILD, tức là bệnh phổi mô kẽ tiến triển nhanh chóng lên sơ hóa. Thì đây là một cái kiểu hình gặp ở một số bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ đặc trưng bởi cái tình trạng sơ hóa phổi tiến triển rất là nhanh với các triệu chứng ngày càng nặng thêm và giảm dần cái chức năng phổi, giảm cái chất lượng cuộc sống và đưa đến cái tử vong sớm. Với cái thể mà sơ hóa tiến triển nhanh này thì người ta thấy rằng là sau khi bệnh nhân được chẩn đoán ấy, thì có một cái nhóm bệnh nhân nó tùy theo từng các cái bệnh phổi mô kẽ khác nhau nhưng nó tiến triển rất nhanh chóng đến sơ hóa phổi, không hồi phục và đưa đến cái tử vong. Người ta ước tính rằng là khi mà bệnh nhân có triệu chứng bắt đầu của triệu chứng của bệnh phổi mô kẽ thì cần khoảng 1 năm sau thì mới được các bác sĩ phát hiện và chẩn đoán. Cái chẩn đoán muộn này nó đến từ nhiều phía, trong đó đến từ phía bệnh nhân, đến từ phía các cái thầy thuốc. Khi mà được chẩn đoán bệnh phổi mô kẽ rồi đấy, thì người ta thấy rằng là sau khoảng độ tầm 15 tháng thì sẽ có cái tình trạng là bắt đầu có sơ hóa tiến triển. Và từ sơ hóa tiến triển mà đến khi mà bắt đầu mà bệnh nhân được phát hiện và điều trị thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái thời gian nó mất khoảng 11 tháng. Tính trung bình từ khi một bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng bệnh phổi mô kẽ do không được chẩn đoán, do không được điều trị đúng và có thể đưa đến cái tử vong rất là sớm. Trung bình có thể thì chỉ 41 tháng là đã tử vong rồi. Cái tần suất thì bao nhiêu thì tùy theo nghiên cứu, nhưng chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ước tính có khoảng 1/3 các trường hợp bệnh phổi mô kẽ sẽ có cái tình trạng là sơ phổi tiến triển nhanh. Vấn đề chẩn đoán như thế nào thì với bệnh phổi mô kẽ tiến triển sơ hóa, chúng ta thấy là trong các cái cohort bệnh nhân viêm phổi bệnh phổi mô kẽ đấy thì nó sẽ có những cái nhóm mà tiến triển nhanh và chúng ta sẽ gặp từ các cái trường hợp ví dụ như là sarcoidosis, từ bệnh phổi do thuốc, rồi các cái bệnh lý bệnh phổi mô kẽ khác, các cái viêm phổi tăng cảm vân vân, thì tất cả những cái bệnh phổi mô kẽ nói chung thì đều có nguy cơ tiến triển thành sơ hóa và tiến triển nhanh. Vậy thì yếu tố nguy cơ nào gây bệnh phổi mô kẽ tiến triển nhanh? Thì người ta thấy rằng là có những cái yếu tố nguy cơ chung ở đây, ví dụ như là bệnh nhân ngay từ đầu mà trên phim các lớp vi tính mà chúng ta đã thấy cái tổn thương dạng gọi là viêm phổi kẽ mà không đặc hiệu, hoặc là gì ạ, trên các lớp vi tính chúng ta thấy tổn thương lan tỏa ngay từ đầu, hoặc là bệnh nhân có cái tiến triển bệnh rất là nhanh theo thời gian, chúng ta thấy triệu chứng lâm sàng và chức năng phổi chẳng hạn nó sụt giảm rất là nhanh. Chúng ta cũng sẽ gặp những cái nhóm bệnh ví dụ như là sơ cứng bì hệ thống chẳng hạn, nếu như tuổi cao hoặc là có kèm theo cái trào ngược dạ dày thực quản chẳng hạn, thì đấy là một trong yếu tố tiến triển nhanh. Hoặc là bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp thì người ta thấy rằng là nếu như bệnh nhân có kèm theo hút thuốc thì là một trong yếu tố làm cho cái sơ phổi tiến triển nhanh. Vậy thì trước một trường hợp bệnh nhân viêm phổi mô kẽ, bệnh phổi mô kẽ nói chung ấy, thì chúng ta cần phải theo dõi rất sát, đánh giá cái tình trạng diễn biến của bệnh nhân để mà phát hiện xem là thuộc cái kiểu hình tiến triển nhanh đến sơ hóa hay không. Chúng ta dựa vào gì? Dựa vào nhận định tổng thể cái tình trạng của bệnh nhân, dựa vào các cái tổn thương trên phim SRCT, dựa vào cái thay đổi của chức năng hô hấp, dựa vào cái tần suất xuất hiện đợt cấp của bệnh nhân, cái khả năng gắng sức thông qua test đi bộ 6 phút và cái mức độ triệu chứng của bệnh nhân là ho, khó thở và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống để chúng ta xác định xem là bệnh nhân có tiến triển nhanh hay không. Để mà xác định được thì chúng ta thấy là trong cái tiếp cận chẩn đoán thì chúng ta cần phải có cái tiêu chuẩn, đúng không? Và trong cái khuyến cáo mà đăng trên tạp chí Lancet ấy, thì chúng ta thấy rằng là người ta mới đưa ra cái khuyến cáo đồng thuận đến thời điểm này. Nếu như trước một trường hợp bệnh nhân bệnh phổi mô kẽ mặc dù đã được chẩn đoán và điều trị đúng theo khuyến cáo nhưng vẫn tiến triển nhanh và trong vòng 24 tháng thì người ta thấy rằng nếu như FVC giảm trên 10%, FVC giảm trên 5% thì kèm theo là giảm DLCO là trên 15%. Nếu như FVC mà giảm trên 5% mà có tăng sơ hóa trên phim SRCT là một tiêu chuẩn, hoặc FVC suy giảm trên 5% mà kèm theo triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân nặng dần theo thời gian. Thế thì thông thường như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Chỉ cần một trong các dấu hiệu là chúng ta đã kết luận là bệnh nhân thuộc cái nhóm là PFILD, tức là tiến triển nhanh mà cần phải can thiệp sớm. Bây giờ vấn đề điều trị, chúng ta điều trị như thế nào?
Thế thì với các cái thuốc mà dành cho điều trị rất là ít hiện nay thì chúng ta thấy rằng là cái việc rất quan trọng. Ở đây chúng ta cần phát hiện sớm để mà tránh các cái yếu tố nguy cơ gây tổn thương phổi kẽ. Ví dụ như là gì ạ? Các cái trường hợp mà người ta bị viêm phổi tăng, bệnh phổi mô kẽ do tăng cảm chẳng hạn, thì phải tránh các cái yếu tố kích phát, hoặc là do các cái yếu tố khói bụi trong môi trường chẳng hạn, hoặc là hút thuốc lá chẳng hạn, thì chúng ta cần phải tư vấn họ tránh tiếp xúc với cái yếu tố nguy cơ. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng các cái liệu pháp chống viêm. Chống viêm ở đây thì corticosteroid hoặc là các cái thuốc ức chế miễn dịch, ví dụ như là Celcept hoặc cyclophosphamide chẳng hạn, như phần trình bày của giáo sư George Solomon đã đề cập. Và cái rất quan trọng nữa thì chúng ta thấy rằng khi mà bệnh nhân đã có tiến triển sơ hóa đấy, thì chúng ta thấy với cái tiến triển sơ hóa thì chúng ta cần phải khởi đầu cái liệu pháp chống sơ hóa sớm cho bệnh nhân. Chống sơ hóa thì chúng ta có pirfenidone và chúng ta có nintedanib. Thế thì trong cái nghiên cứu xuất bản trên tạp chí New England Journal of Medicine thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Người ta đã nghiên cứu đối với nintedanib mà trong cái nhóm PMILD. Nghiên cứu này được thiết kế trong 52 tuần và chúng ta so sánh để đánh giá cái hiệu quả bảo tồn cái chức năng phổi đối với cái nhóm mà tiến triển nhanh, bệnh phổi mô kẽ tiến triển nhanh đến sơ hóa. Và người ta các cái tiêu chuẩn chọn thì giống như tiêu chuẩn chẩn đoán cái bệnh phổi mô kẽ tiến triển nhanh chóng sơ hóa đấy. Và rất nhiều các cái nhóm bệnh mô kẽ nguyên phát ở đây, ví dụ như bệnh phổi mô kẽ tăng cảm, bệnh phổi mô kẽ tự miễn, hoặc là vô căn không điển hình, hoặc các cái bệnh lý không phân loại khác. Và kết quả cho chúng ta thấy rằng là với cái việc mà chúng ta sử dụng cái nintedanib thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nó đã bảo tồn được chức năng phổi. Ví dụ như trong nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi mà chúng ta dùng nintedanib nó đã bảo tồn được 107ml một năm so với lại cái placebo, tức là chúng ta không dùng cái thuốc gì. Và đặc biệt là đối với những trường hợp mà có tổn thương mà dạng viêm phổi mô kẽ không đặc hiệu, trên phim SRCT đấy là cái tổn thương rất phổ biến trên đối với nhóm bệnh phổi mô kẽ, thì chúng ta thấy rằng nó bảo tồn được 128ml mỗi năm so với lại cái nhóm placebo. Thế và cái hiệu quả của nintedanib đối với các cái bệnh lý nguyên phát của bệnh phổi mô kẽ khác nhau ấy, thì cho thấy cái hiệu quả là đồng nhất ở trên tất cả các cái phân nhóm. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? Dù có bệnh phổi mô kẽ đó là gì, nhưng nếu như thuộc cái phân nhóm mà tiến triển nhanh ấy, thì chúng ta dùng nintedanib nó sẽ đảm bảo được cái hiệu quả. Nó có một số tác dụng không mong muốn, một số tác dụng phụ, đặc biệt là trên đường tiêu hóa. Ở đây ví dụ như có nôn này, có tiêu chảy này, có sụt cân vân vân. Đấy là những cái tác dụng không mong muốn nó có thể nó xảy ra. Có tiên lượng được hay không thì chúng ta thấy rằng là có cái thang điểm GAPS. Thang điểm GAPS thì gồm có gender, có age và có physiology. Và dựa vào ví dụ như là nam giới thì tiên lượng nặng hơn cho 1 điểm. Tuổi mà càng cao, ví dụ trên 65 tuổi cho 2 điểm. Dựa vào FVC, dựa vào DLCO chúng ta sẽ cho các cái mức điểm khác nhau. Và người ta thấy rằng là nếu như cái điểm GAPS này càng cao đấy thì cái tỷ lệ tử vong càng lớn. Chúng ta thấy rằng nếu như mà cái GAPS mà giai đoạn 3 thì cái tỷ lệ tử vong ở đây có đến 40% sau 1 năm, là 40% bệnh nhân tử vong. Nếu mà 2 điểm thì chúng ta 3 cũng là giai đoạn 3, nhưng chúng ta thấy là sau 2 năm thì tỷ lệ tử vong là 62%. Và nếu như mà gì ạ, sau 3 năm thì chúng ta thấy khoảng gần 80% bệnh nhân sẽ tử vong. Với những cái tiên lượng như vậy thì chúng ta hết sức là lưu ý khi mà cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta được xác định là tiến triển nhanh rồi ấy, thì thậm chí cái nguy cơ, cái tỷ lệ tử vong nó còn tiến triển, tiên lượng nó còn xấu hơn. Em xin có mấy cái điểm kết luận sau đây. Thứ nhất là bệnh phổi mô kẽ tiến triển nhanh là một cái kiểu hình của bệnh phổi mô kẽ và tiến triển hết sức nhanh chóng, phức tạp và dẫn đến giai đoạn cuối và gây tử vong. Vấn đề chẩn đoán chúng ta cần phải dựa vào cái hội chẩn đa chuyên khoa, cũng như cái vai trò rất quan trọng của việc các bác sĩ lâm sàng phải theo dõi rất sát sao các diễn biến và ghi chép lại. Vấn đề chiến lược điều trị chúng ta sẽ chuyển từ cái chống viêm sang chống sơ sớm cho bệnh nhân, và cái nguy cơ tử vong thì chúng ta thấy có thể dự đoán bằng cái thang điểm GAPS. Tuy nhiên nhiều trường hợp có thể diễn biến rất bất thường và tiên lượng rất là xấu. Phần trình bày của em đến hết, em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô đã chú ý lắng nghe. Vâng, cảm ơn.